Chào tất cả anh em thợ nhé. Thì hôm nay thì mình lại chia sẻ anh em thợ cái con xe Elite 50 của dòng SOEM anh em nhé. Xe này xe ga 50, phần cổ rất là thấp, đi rất là yếu nhé. Thì cái con này nó đang bị cái ban bệnh là cứ để nguội khoảng 2-3 tiếng là bắt đầu đề thì vẫn lổ, nhưng ga lên thì ga mạnh lên thì nó không thể lên được. Nó không hẳn là ga mạnh nó chết máy, nó tùy lúc, lúc thì ga thì nó cứ nó hụt, nó không thể lên được. Ở đâu để khoảng, nói chung là để khoảng tầm ga để lổ khoảng tầm 2-3 phút thì bắt đầu là ga lên đi bình thường. Cứ để khoảng vài tiếng là bắt đầu là nguội máy, nó lại bị cái tình trạng là lổ rất là khó lên nhá. Ga rất là khó lên. Thì mình con này thì cũng đã sửa mấy chỗ rồi, sửa 2-3 chỗ rồi, thay kiểm tra tất cả các thứ, thay ngon lành hết các thứ, cũng không ăn thua nhá. Thay hết cả van bơm xăng tự động, rồi lọc gió, rồi IC đây, cũng đang đấu con IC 4 chân vào đây anh em nhá, cho nó khỏe điện đây. Điện thì mình kiểm tra thì nó rất là mạnh. Thì mình phát hiện ra là cái vấn đề là mình đo cái điện trở của cái con le điện. Con le điện này của nó thì nó bị yếu một chút. Thì mình đã mua con le điện mới của con Basi này nhá. Anh em chỉ cần lấy của tất cả các dòng xe ga thì đa phần anh em lấy của mua của con le điện của Basi vừa rẻ vừa ngon, mà điện trở nó rất là khỏe. Thì về thì mình để mình nắp thử thôi. Thì nắp thử con mới kia thì để vài tiếng thì vẫn lổ lên bình thường, ga vẫn thoát bình thường. Bây giờ mình sẽ đo qua cho anh em cái điện trở của cái con, mình sẽ đo cái đường điện mà cấp cho cái con le điện này trước nhá. Thì mình sẽ lổ để cho anh em xem. Đấy anh em ơi, ga không lên được này. Đấy, có lúc chết máy luôn. Cứ để nguội là bị này. Đây mình, đấy chết máy luôn. Đây, mình phải để dìm này một lúc thì bắt đầu mình ga lên được nhá. Mình sẽ để lổ cho anh em xem nhá. Đây mình vẫn đang để lổ nhá, không ga lên được này. Ga quá là chết máy này. Mình sẽ cố gắng ga dìm một lúc, chắc là khoảng phải 1 phút, 2 phút bắt đầu mấy ga thoát được lên nhá. Anh em cố gắng đợi một chút nhá. Đấy. Thôi mình sẽ lấy con mới mình thử luôn. Có một bình quay nên nó hơi khó một chút. Mình sẽ lấy con mới mình cho vào. Đây là mình. Ok luôn anh em nhé. Mình lấy con mới, con le điện mới này là ok luôn. Thì bây giờ mình sẽ đo cái đường điện. Có một mình quay này nó hơi khó một chút nhé. Thì mình sẽ lấy bóng thử mình đo trước. Thì anh em chỉ cần cần anh em đo. Đây mình sẽ nói cho anh em xem luôn này. Nó cũng hơi vướng chút. Thì mình sẽ đo cho anh em, ví dụ nó có một cái dây xanh đen này là dây mát nha, anh em chỉ cần đo thông mạch. Bây giờ mình sẽ đo thông mạch trước cho anh em xem nhé. Một mình quay, anh em đang đi ăn cơm nên nó hơi khó một chút. Anh em chỉ cần đo ra mát nó thông mạch nó ok nhé.
Đây mình sẽ lấy bóng thử, mình đo cái dây vàng là dây nó cấp nguồn cho con nghe điện nhé. Chỉ cần đo đường cấp cho con led điện như vậy là ok. Thì bây giờ mình sẽ thử lại con led điện. Thì bây giờ nó lóng máy rồi thì khả năng là con led điện cũ này nó lại vẫn lổ bình thường nhé, nó lại lổ bình thường được. Vẫn hơi dính anh em nhé, không ra lên được, không ra thoát được lên, vẫn là dính anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra mình đo cho anh em xem là cái con led điện này nó bị yếu như nào nhé. Anh em đợi một chút mình hạ chân. Đây mình sẽ đo hai con cảm biến, một con mới và con cũ, con sống và con chết nha. Thì điện anh em đo ôm thì nó dao động khoảng trên 10 ôm là ok. Thì thực ra thì cái con led điện này thì chung là đo nó cũng tùy trường hợp anh em nhé. Nhưng nếu trường hợp mà khó lổ các dòng xe cơ, chế cơ như Ablet các thứ mà khó lổ thì anh em lên thay thử con led điện này vào cho mình nhá, thì dễ lổ hay không là biết ngay. Thì mình sẽ đo, đây là mình đo con chết nhá, nó chỉ được khoảng 6 ôm thôi anh em nhá, 6 ôm thôi. Giờ mình sẽ đo con mới của mình này, đo con mới đây nhá. Nó được khoảng gần 11 ôm anh em nhé. Như vậy là con mới là rất là khỏe, rất là ok nhé. Thì mình sẽ lắp lại lổ thử cho anh em tiếp nhé. Sẽ lắp lại và cho anh em xem. Nhiều cái ban bệnh thì nó rất là đơn giản thôi. Nhiều anh em thợ mới chẳng hạn thì không để ý sẽ bị hành rất là vất vả, kiểm tra điện rồi rửa chế rồi xử lý dù các thứ ngon lành nhưng vẫn không sáng ra, hoặc là để nguội là hơi khó lổ, hoặc lổ lên mà không ra được lên nhá. Trường hợp nếu mà lổ lên mà không ra được lên luôn thì nhiều anh em sẽ nghĩ là nó bị cái tình trạng là tắc dít lơ. Con này nó giống hệt như bị tình trạng tắc Ziller ở trong chế anh em nhé. Ok anh em nhé, thì có ban bệnh mới nào mình sẽ chia sẻ lên nhé. Cảm ơn anh em nhé, chào anh em nhé.